Island of Salt. Okay. Yeah.
ถึงนี่อย่าตีให้มันเป็นจังหวะเนี้ยอย่าไปให้มันง่ายง่ายวางไงคุณrồi là Trang với cái ấy là bị nó bắt ngắn đi bắt ngắn lại và không không có cơ hội. Thế còn Linh ấy nhớ là tất cả mọi cái là Linh cũng phải chuẩn bị nhanh như chú chứ. Em con nhất là con Nanthana hoặc là kể cả những cô hẹn mà có mà cô hẹn không có. Có hàng gì mình là già rồi ba. Đang cái thì là mình chỉ cái thông tin tù của mình sao. Khi bằng hoặc hay sang cũng được, hay dài cũng được, uốn nó sẽ đạt thẳng cái sinh mạng sinh vật cả anh. Kể cả con Trinh hay con Linh như này. Ừ. Hãy ăn chị con ấy mình là thoải mái mà lo cho em. Dạ. Thank you.
chế trái và cho phép biến hóa, thấy chưa? Thế con có thể bắt tước được mà, bắt nó phải di chuyển thành bóng đi, thấy chưa? Thế sau đó là Linh lúc đấy thì Linh ôm vào, không có vấn đề gì cả. Quan trọng là cái tình huống. Nó không phải là cái đứa hốt nhiều cho nên là có cơ hội gái Linh phải tiến lên đánh nhiều vào. Một điểm nữa là Trang nhớ ấy, là khi mà thằng kia nó chế ngắn ngắn ấy mà con giật lên ấy thì có tăng tốc cho thầy một tí, cho cái vòng cung nó xoáy lên một tí thì nó đỡ bị ấn nhanh. Nhưng mà Linh ơi, phải chuẩn bị nhanh lên nhá, Linh phải chuẩn bị nhanh lên, đừng nhìn Trang đánh. Okay, number 4,
Linh ơi, Linh nhớ là con Nanthana nó là người của khẩn như là không có dao công, nó xoáy, nó nghiến xoáy là hay thò. Thế có những quả Linh nhớ có quả đặt ngắn, ok, có những quả Linh hất, có những quả Linh tước hẳn sang phải nó chứ, kể cả Trang thế, có những quả Trang hất đường thẳng, ok, có những quả Trang mạnh dạn Trang tước hẳn sang phải nó, nó chuẩn bị bên này thì Trang phải tước bên kia để tạo điều kiện phải đánh rất thoáng mát, phải nghiến răng vào, được chưa? Và trên hết ấy là như vừa rồi Trang giật rất thông minh là có quả Trang lôi hết xoáy lên thì nó giật lại nó mới khó, đúng không? Thế còn nếu mà con mà chỉnh được thì không nói nó lại chỉnh sang trái, còn trên hết ấy là Trang.